trời lại lạnh như vậy đó. Có chuyện gì vậy? Sao chuyện này lại xảy ra ở đây? Ôi mô tu, mạng của tôi, những chuyện xảy ra là do sự nóng lên của toàn cầu. Có một số nơi cực kỳ lạnh và một số nơi cực kỳ nóng. Ôi thần linh ơi, trong suốt 20 năm kinh nghiệm tôi chưa bao giờ thấy cảnh tuyết rơi trắng xóa như vậy. Lạnh quá đi, lạnh kinh khủng như vậy làm sao tôi có thể kiểm soát giao thông được đây? Tôi chán cái cảnh tuyết rơi dày đặc như vậy quá rồi. Thậm chí tôi còn không thể nhìn thấy được đi nữa. Cảnh sát trưởng ơi, sếp đừng có lo. Tôi đã lắp một vệ tinh chiếu tiền nóng xuống trái đất. Những tiền này sẽ làm tan băng. Và nếu mặt trời mọc thì nó sẽ còn hoạt động nhanh hơn nữa đó. Mọi người hãy nhìn đi, vệ tinh của tôi đang hoạt động kìa. Hy vọng là tuyết sẽ giảm. Đi thôi, chúng ta hãy cùng nhau đi phá băng để tạo lối đi cho mọi người. Nếu không tai nạn sẽ tiếp tục xảy ra đó. Phải đó. Chúng ta bắt tay vào phá băng đi. Mấy đứa đang làm cái gì vậy hả? Tụi chú đang cố gắng dọn đường để tạo lối đi mà. Vậy mà mấy đứa lại làm người tuyết ở đây là sao? Tới chỗ khác mà làm người tuyết đi. Bên dưới có một con đường nhỏ, mấy đứa xuống dưới mà làm người tuyết chơi. Đừng làm hơn người tuyết nha, nếu không ông ấy sẽ tức giận đó. Chú không sợ mấy nổi giận đâu nha. Chú sẽ phá người tuyết này để dọn đường trống cho mọi người đi. Mau đi đi, mấy đứa tới chỗ khác chơi đi. Mau lên, nhanh lên đi. Ngươi định tiêu diệt ta đó hả? Dạ không phải đâu, xin lỗi ông, xin lỗi ông nha. Tôi đang nằm mơ hay là chuyện này đang thực sự xảy ra vậy? Để ta đấm ngươi một cái thì ngươi sẽ biết là thật hay không thôi. Tiến sĩ ơi, làm ơn giúp chúng tôi, giúp tôi với. Tôi không biết làm sao mà người tuyết này có thể sống lại được nữa. Bây giờ nó lại đuổi theo chúng tôi sát luôn. Ông hãy làm gì đó giúp chúng tôi đi tiến sĩ ơi. Ôi thần linh ơi, ôi thần linh ơi, sao người tuyết lại có thể sống vào thời này được chứ? Tôi nghĩ chuyện này xảy ra là do sự kết hợp giữa các tia vệ tinh của tôi và tia chớp vừa rồi nên mới như vậy. Anh cứ tiếp tục chạy đi, chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp anh. Mọi người ơi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, cứu sống cho mọi người ơi, chạy đi, chạy đi. Nhìn kìa, là tiến sĩ Chaka, chúng ta đến đó đi. Tôi không biết tại sao người tuyết này lại đuổi theo chúng tôi cứ như một con ma vậy đó. Làm gì đi tiến sĩ ơi, làm gì đi mà. Anh đừng có lo quá mà mô tu, cứ để cho nó đến đây. Tôi sẽ làm nó tan chảy bằng dòng nước nóng này ngay lập tức. Có nước nóng đầy áp ở trong thùng xe này, nên anh cứ yên tâm nha mô tu. Đưa ông đây, ta sẽ phun nước cho người. Được rồi, người anh em, anh cứ làm đi. Các người có thấy vui không? Vẫn còn nhiều trò vui hơn nữa đó. Hãy
lên. Hoan nghênh các bạn của tôi. Để tôi bắn tên người tuyết đó có biết chưa vậy? Bây giờ tôi không có tâm trạng để ngủ đâu mà. Ông đang nói tào lao gì vậy hả tiến sĩ? Hãy nghe cho kỹ đây, lát nữa hãy dụ hắn đến chỗ phòng thí nghiệm của tôi. Giờ tôi sẽ đi đường tắt để về phòng thí nghiệm và chuẩn bị vài thứ để đón tiếp hắn. Cái lực của tôi rồi. Tôi sẽ cho các anh thấy sự thần kỳ của tôi. Tôi sẽ tăng nhiệt độ phòng thí nghiệm này lên đến mức cao nhất. Vậy là tên người tuyết đó sẽ tự động tan chảy thành nước thôi. Vậy là người tuyết sẽ tan chảy hả? Nếu không tan chảy thì hắn cũng sẽ biết tay tôi. Tôi sẽ đánh và nghiền nát hắn thành bột giấy cho bà coi. Lần này hắn không thoát được tay tôi đâu. Tiến sĩ chắc cá chạy nhanh đi. Ông đang phá hủy phòng thí nghiệm của ông chứ không phải là tên người tuyết. Cùng chơi trò đuổi bắt nào. Hắn đang tiến lại gần chúng ta kìa. Mau nghĩ cách gì đó đi Mô Tu. Khi đói bụng thì tôi không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi á. Hay là anh suy nghĩ giúp tôi đi. Sáng kiến, ghé ăn mấy cái samosa đi rồi chiến đấu tới cùng. Nói cho tôi biết ai sẽ trả tiền đây. Hắn ta sẽ trả. Người đang tiến là chỗ ông đó. Tên kia, bọn ta chạy vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta đấu tay đôi phân thắng bại nào. Không, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này. Ngươi nghe rõ chưa? Hãy xem nè. Sáng kiến.
Tôi có một thông điệp muốn gửi tới các bạn. Làm ơn đừng làm bất cứ chuyện gì gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu như lúc nãy nha. Nếu không, lần sau chuyện tương tự có thể xảy ra với chính các bạn đó.